Ok, hello anh em, xin chào anh em quay trở lại với kênh của Stardin nha, của mình đây. Ok, thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho anh em lấy một cái cây kiếm, đó chính là cây kiếm Coco nha anh em. Thì cây kiếm Coco là một cây kiếm mà tôi nói là đặc biệt, thì đó chính là cây kiếm này nha. Thì đây là kiếm huyền thoại. Và khi mà anh em trang bị vô á, thì chúng ta sẽ có là một cái tư thế cầm kiếm, chúng ta nhìn nó sẽ rất là ngầu như thế này nha anh em. Đó, và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách lấy cây kiếm này như thế nào. Thì chúng ta hãy cùng mình theo dõi đến hết clip này nha anh em. Ok, let's go. Ok, thì đầu tiên anh em hãy có mặt cho mình tại cái đảo chính là đảo Hỏa Băng nha. Thì đảo này nếu mà anh em nào đang ở C2 mà anh em đi ra thường xuyên á thì anh em chắc chắn sẽ biết cái đảo này. Thì anh em có thể là nhờ bạn bè của anh em chỉ, hoặc là anh em có thể là tìm hiểu và anh em sẽ biết ngay nha. Tại vì cái đảo này mình cũng không có đi từ bên kia qua, nên là anh em nào mà muốn biết thì anh em có thể là nhờ bạn bè anh em chỉ nha anh em. Thì nếu mà đi từ bên kia qua thì nó hơi tốn thời gian á. Và anh em sẽ để ý cho mình ở phía bên phải của cái đảo này á, chúng ta sẽ có một cái trụ như thế này nha anh em. Nó chính là cái tòa nhà của cái con đô đốc Smoth á. Thì đây là một con boss, nhưng mà mình sẽ không để ý tới con boss này nha. Thì anh em nhớ là anh em đi vào trong cái đối diện cái tòa nhà này, và anh em không vào trong cửa nha. Anh em sẽ phải là leo lên trên kia cho mình nha anh em. Đó, anh em leo lên cái mái nhà trên đây cho mình nè, tại vì chúng ta sẽ có một cái cánh cửa ở phía sau này nha anh em. Đó, phải có cánh cửa phía sau nè, anh em chỉ cần đi vô đến cánh cửa này nha. Ủa, động sang cái này nó hơi khó vô nha anh em, hơi khó vô luôn ấy. Ok, thì chúng ta sẽ có cánh cửa nhỏ xíu luôn. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ vào trong đây để mà anh em nói chuyện với cái ông NPC tên là Onmetis anh em à. Và anh em sẽ phải trả cho ổng chính là 1.000 nguyên thạch nha, để mà chúng ta đổi một cái con chip. Thì cái con chip này nó có tác dụng gì? Thì nó sẽ giống như là con chip để cho chúng ta đi ride vậy đó. Nhưng mà con chip này nó sẽ đánh con boss lao nha anh em. Con boss này nó sẽ khi mà anh em đánh nó, đánh chết nó rồi, thì nó sẽ có tỷ lệ rơi ra. Thứ nhất là cái kho để mà cho anh em là lấy tập cyber. Còn thứ hai á, là chúng ta sẽ có là mũ vành nha. Mũ vành là cái gì? Đó chính là cái mũ mà để cho phần thưởng cho anh em á. Và thứ ba đó chính là cái kiếm Coco. Đó, và mình thấy là cái mũ vành là cái phần thưởng mà nó ra nhiều nhất luôn. Nên á, là thành ra là cái kiếm Coco thì nó tỷ lệ nó ra cũng hơi đùi xíu. Nên là anh em nhớ là đánh nhiều là được nha anh em. Ok, thì bây giờ mình xuất phát từ ngay chân cái chỗ cái cửa này nha. Thì lúc nãy bạn của mình vừa mới dịch chuyển cho mình lên á, nên là mình phải đi xuống để hướng dẫn cho anh em lại á. Ok, anh em nếu mà anh em từ cái ngôi nhà này, anh em sẽ đi lên cho mình nha anh em. Đó, anh em sẽ đi lên đây cho mình, và chúng ta sẽ vào trong cái cửa này nha. Cái cửa mà lúc nãy mình mới vừa chui ra anh em thấy không? Ok, thì ở trên đây nè, chúng ta sẽ có một cái cánh cửa nhỏ nhỏ. Thì mình sẽ để cho anh em xem tổng quan cái này để cho anh em dễ đi hình dung cái chỗ này nha. Thì lúc đầu mình cũng không biết cái chỗ này nó nằm ở đây đâu anh em. Ok, sau khi mà anh em xuống đây rồi thì chúng ta sẽ có một cái chỗ như thế này nha. Bốn cái ô dành cho người đứng vào, và một ô để cho người bấm nút nha anh em. Đó, thì chúng ta sẽ có bốn ô như thế này, và chúng ta sẽ đứng đây nha. Nếu mà anh em nào mua chip á thì anh em sẽ là người bấm nút, còn nếu mà anh em nào mà nhờ bạn bè á thì anh em sẽ đứng trong cái ô đó cho bạn bè của anh em bấm nút nha. Ok anh em, và sau đó thì anh em hãy bấm vào cho mình cái nút này để mà anh em tiến hành em vào trong đây anh em đánh nha. Và cái mẹo khi mà anh em giờ ra đây đánh á, thì anh em thứ nhất là anh em phải có người dùng trái Phật tổ, và thứ hai thì anh em hãy nhờ những người bạn của anh em mà họ có dùng trái mochi á, và trái mochi V1 hay V2 thì cũng được, thì anh em nhờ họ vô đây hỗ trợ cho anh em nha. Tại vì á, mình để ý á, nếu mà anh em đánh con boss này mà anh em có những người dùng trái mochi thì khi mà vừa vào á thì họ chỉ cần khống chế con boss này là chúng ta sẽ rất là dễ đánh luôn nha anh em. Ok, thì sau khi mà anh em vào anh em thấy boss này rồi thì anh em chỉ cần việc đánh nó chết thôi là được. Đậu xanh sao mình thấy nãy giờ mình không ghi được sát thương nào hết trơn nha. Lỗi gì vậy ta? Đậu phộng, sao nãy giờ mình toàn bị đánh không mà mình không ghi được sát thương nào hết trơn anh em ơi. Ui. Ok, thì anh em sẽ đánh con boss này cho đến khi mà nó đai nha anh em. Thì khi mà anh em đánh cho nó đai xong rồi thì chúng ta sẽ có tỷ lệ gỡ ra được một cái vật phẩm nha. Ok, con dê ở đây thì mình chỉ có hai người bạn thôi, nên là đánh hơi lâu một xíu. Nếu mà bạn nào có người dùng trái mochi á, với lại là trái Phật tổ nhiều á, thì nó sẽ tương đối là nhanh. Lộn xanh, con này thì nó hơi nhây một xíu nha anh em. Nó hơi nhây một xíu tại vì kiểu này nó nhảy tới nhảy lui hoài á. Ok, thì có thể là cái một cái kiểu như là một cái vật phẩm của nó đang sử dụng nó có chiêu này, nên là nếu mà anh em đánh nó mà rơi ra hết vật phẩm của nó luôn á, thì anh em sẽ nhận được một cái kiểu như là một cái item mà có skill của nó luôn nha. Ok, thì mình đã nhận được cái mũ ngựa vàng này anh em. Cái mũ ngựa vàng này thì mình có không biết là bao nhiêu lần rồi anh em, nên là cái này thì mình cũng không có quan tâm lắm. Đây thì mình sẽ cho anh em xem cái mũ ngựa vàng, đó chính là cái mũ này nha anh em.
đó, do của mình là con Shiba nên là mình sẽ không trang bị được, nên là em cũng thông cảm cho mình cái này nha. Và nó chỉ cần đánh cho đến khi mà gơi ra cái mũ, gơi ra cái cây kiếm thì thôi nha anh em. Ok thì mình đã tiếp tục trở lại ở đây, thì lần này mình kéo thêm nhiều người hơn anh em, mà đó chính là 5 người, thì tổng cộng thêm mình luôn nữa thì mới được 5 người nha. Và lưu ý cho anh em, nếu mà anh em muốn lấy cây kiếm nào nhanh á thì mình có một cái tip cho anh em như thế này, thì đó chính là anh em hãy kiếm những người nào mà có sử dụng trái Mochi V2 hoặc là trái Venom hoặc là trái Buddha giống như mình, thì anh em đem vô ba trái đó là anh em đủ để mà anh em đánh con boss này nó túi túi bụi rồi anh em ạ. Thì cái combo mà chúng ta cần sử dụng nó như sau, thì khi mà anh em vừa bấm nút hoặc là bạn của anh em vừa bấm nút để mà vào đánh với con boss á, thì khi mà anh em vừa bấm nút á xong á nha, thì trước mặt chúng ta sẽ nhìn thấy con boss giống như lúc nãy mình vừa thấy á, thì trong vòng khoảng đâu đó là 2-3 giây gì đó thì con boss đó sẽ đứng yên chân vô đó. Thì trong vòng thời gian mà đứng yên đó, anh em chỉ cần nhờ cái người mà dùng trái mochi với anh em, thì họ dùng cái chiêu mà hất tung của trái mochi lên á, thì họ dùng cái chiêu đó và họ sẽ đánh con boss cho chúng ta khống chế nó lại, và họ sẽ quăng chiêu vô, quăng tất cả những cái gì mà họ có vào. Trong thời gian mà trái Mochi khống chế con boss đó rồi thì anh em hãy tiếp cận và anh em vô, anh em gây càng nhiều sát thương càng tốt nha. Thì theo cá nhân mình đánh giá là trái Mochi đối với con boss này thì nó sẽ là một cái trái mà tương đối là mạnh, và cũng như là nó rất là dễ sử dụng khi mà anh em đánh con boss này nha. Ok thì con boss này cũng gần chết rồi nè anh em. Còn trái Venom và trái Phật Tổ thì nói chung là trái Phật Tổ sẽ quan trọng hơn anh em, tại vì chúng ta khó đánh xa được. Tại vì con boss này thì nó tôi nói là nhây á, lúc nãy mình đã nói cho anh em rồi, nó nhảy tới nhảy lui hoài à, nên là rất là khó để mà đánh trúng nha anh em. Ok nó gần chết nè, mình không tin là nó không chết đấy. Thì khi mà anh em đánh nó thì chúng ta sẽ có tỷ lệ để mà chúng ta gơi ra cái thanh kiếm của cô nha. Đây mình gơi ra được rồi nè anh em, và kèm theo đó là một cái ngựa vàng, và đây cũng là lần đầu tiên mà mình gơi được cái kiếm cô luôn anh em à. Cái kiếm này lần đầu tiên mà mình thấy nó, mình đã thích nó ở chỗ á là chúng ta sẽ quát cây kiếm trên vai giống như thế này, nhìn giống dân giang hồ thật sự luôn anh em. Ok còn bây giờ thì mình sẽ cho anh em thấy cái sức mạnh của cái kiếm này như thế nào nha. Ok và sau đây sẽ là bộ kỹ năng của skill của cây kiếm Coco sau khi đã bật Haki vũ trang, và kèm theo đó là thông tạo 326 nha. Thì chúng ta sẽ mở khóa được hai cái skill này. Đầu tiên là chiêu lôi sát cần 150 thông thạo, khi mà anh em ấn giữ thì chúng ta sẽ được chọn mục tiêu và chúng ta di chuyển hướng nha anh em. Và khi mà chúng ta tấn công đối phương thì nó sẽ lướt đến đối phương và chúng ta sẽ gây thêm một cái luồng điện nha. Đó luồng điện này thì nó sẽ có hiệu ứng âm thanh luôn nha anh em, và tương đối là mạnh. Thì chiêu đầu tiên thì chúng ta có như thế. Còn chiêu thứ hai á thì chúng ta sẽ có là lôi tâm kích, khi mà kích hoạt và anh em ấn giữ thì chúng ta sẽ có là một cái tâm cho chúng ta canh về phía cái địch nha anh em. Đó thì sau khi mà chúng ta chịu sát thương hoặc là anh em buông ra thì chúng ta sẽ gây sát thương cho cái địch. Còn chiêu đây mình tính cho anh em chiêu lôi sát lại nè anh em. Thì chiêu lôi sát khi mà chúng ta tấn công á thì chúng ta sẽ có là như thế này nha, và khi mà chúng ta thả nút ra thì nó sẽ gây sát thương và kèm theo đó là một cái chút điện giật nha anh em. Ok và đó là cái cây kiếm Coco và cũng như cách lấy, kèm theo đó là bộ kỹ năng nha. Thì nếu mà anh em nào mà đang định lấy cây kiếm này thì anh em nhớ là nhờ bạn bè của anh em càng càng đông càng tốt, nhưng mà tối đa là 5 người nha anh em. Thì anh em nhờ càng nhiều người vào thì chúng ta đánh sẽ có tỷ lệ gây cây kiếm này nó cao, càng cao nha. Đó thì anh em nhớ là khi mà xem bên em mình thì đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh để mà ủng hộ mình nha anh em. Chúc anh em gọi là có thể lấy được cái kiếm này và lấy được cái kho để mà anh em lấy tập support nha anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều vì đã theo dõi hết video của mình. Còn bây giờ thì bye anh em, chúc anh em một ngày mới vui vẻ và hẹn lại anh em vào những video tiếp theo. Bye bye.